Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động đúng quy trình như không chở quá 50% số ghế ngồi và phải bảo đảm giãn cách. Mỗi khi ra khỏi nhà thì phương tiện di chuyển của ông Thái là xe buýt. Ý thức được việc phòng chống dịch nên khẩu trang và nước sát khuẩn luôn là vật bất ly thân, nhất là khi sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt. Nhà xe đã có chủ trương là mỗi cách một ghế ngồi một người. Tôi thấy là rất phù hợp, thế nhưng có điều là cũng rất khó. Tốt nhất là nếu không có việc gì thì tốt nhất là ta nên ở nhà. Bởi vì chúng tôi có việc rất cần mới phải đi. Tốt nhất là hạn chế nói chuyện ở trên xe khách, tất cả cái. Cố gắng hạn chế tới mức tối đa để đề phòng và cho mình và cho cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, mỗi lượt xe buýt đều không được chở quá 20 người. Khi lên xe, hành khách được bố trí ngồi giãn cách nhau theo thông báo được dán trên mỗi ghế. Để bảo đảm an toàn sau mỗi lượt hành trình, xe buýt được phun dung dịch sát khuẩn toàn bộ ghế ngồi của hành khách khoang xe. Tối đa 20 khách trên một phương tiện thì chúng tôi đều có phương tiện dự phòng. Trường hợp mà một số đầu tuyến, một số khu vực mà có sản lượng hành khách tăng đột biến thì chúng tôi sẽ sử dụng phương tiện dự phòng để đưa ra vận hành đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Chúng tôi cương quyết là từ chối phục vụ đối với những hành khách mà lên xe mà không có khẩu trang, và đồng thời trên xe thì chúng tôi cũng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng âm thanh, bằng các pano về công tác vệ sinh và công tác phòng chống COVID. Nhìn chung các hành khách đều chấp hành tốt quy định phòng chống dịch, điều này cũng chính là để thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và cộng đồng khi mà tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.